làm xong em qua em lấy con cá về đó. Ê, cái gì? Cho hai con hả? Tôi cho ông ba con luôn chứ hai con làm gì? Cho ba con là anh ăn cái gì? Thì tôi là người tốt mà. Xấu vậy anh đói hả? Nó bị bệnh rồi, đau răng rồi. Đau răng không ăn nó cá mới hả? Tôi mới đi gì? Đi nha sĩ làm gì đó. Trong răng. Trong răng đó rồi. Đó, đâm ra là nó phải dưỡng thương một tuần hai tuần mới ăn được. Tôi tính là ướp lại nghĩa là cách bảo quản lại á. Không có nghĩa là ông hướng dẫn tôi cách bảo quản mà đừng bỏ tủ đông. Bỏ tủ đông thịt cá nó dở. Mà mình để có thể là thí dụ như con cá sấu tôi nó vài tháng đi. Nó không ăn đi. Biết rồi. Thế một con ai giùm em cái. Chị. Em bỏ riêng cái phần em ra đã. Không thì ông chỉ tôi lát tôi làm luôn cho. Ông chỉ xong cái ông đi về đi rồi tôi làm xong cái chiều hôm qua ông lấy thôi. Cách bảo quản cá. Đúng rồi đó. 3-4 tháng không hư. Đúng. 3-4 tháng thịt vẫn còn tươi. Mà đừng bỏ ăn đông. Không bỏ ăn đông, bỏ bình thường thôi. Đây, cái bí quyết nha. Cách bảo quản cá 3-4 tháng không hư nha. Thì nói đi. Rồi ok. Nếu mà bảo quản cá thì anh không cần phải cào bẫy đâu anh Khải. Chứ cực dữ vậy thì ta làm đi. Ta bảo quản xong cái ta lấy ra, ta rửa sơ cái ta ăn. Cậu khi đó ngồi cạo nó cực dãy. Để nguyên ruột cũng được nữa. 3-4 tháng không hư. Em dùng con đá à? Không. Tôi ăn cào bẫy. Nhớ cách đó hay á. Chưa. Rồi. Cái nào cũng bẫy hết nha. Anh làm sạch, phơi qua một lớp nhẹ cho ráo nước. Ráo nước đúng không? Ừ, phơi ngoài nắng á. Em có muối nè. Không cần bỏ ngăn đông nha. Anh rưới một lớp nhẹ như đây. Nè. Ông làm tính làm cá muối hả? Cá muối gì? Chứ nó mặn sao ăn? Nếu mà anh ướp muối ăn á, anh nói mặn thì em nghe được. Đây là muối hột, không có thấm vô trong đâu, đừng lo. Nhớ là muối hột nha, chứ không phải muối ăn đâu nha. Một lớp như đây đúng không? Ừ. Rồi cho vô. Sắp lớp đúng không? Ừ. Trên này mà phải ráo nước đúng không? Ừ. Thì trong cái này tôi thí dụ thì lẽ ra anh phải phơi một lớp nắng á. Bộ này có được hai con à? Rồi, hai con luôn đi. Hai con. Một lớp muối lên. Nó có mặn không nhỉ? Không mặn đâu. Cứ rải đều muối lên phủ nó đúng không? Ừ. Nhớ là phơi qua một xíu nắng cho nó ráo nước luôn nha. Ráo nước đúng rồi. Không nên để nước nha. Không cho nó mà không cho nó trắng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái muối hột này nó đâu có nhiêu tiền đâu. Ừ, rẻ. Muối ăn thì nó nhỏ, hột nó nhỏ dễ thấm. Rồi, cho cá lên. Cá lên. Ừ. Đây, cái này tôi đợi nói chung là cái này là tôi chiều mai chiều đi. Chiều làm gì? Chiều hôm qua ông lấy gì ăn á. Lớp trên cùng là một lớp muối hột phủ lên. Bây giờ nha, anh mang vô ngăn mát anh. Tại vì ngăn mát nó có một chức năng thấy khô. Thường thường anh bỏ cái gì vô ngăn mát một thời gian nó khô hết đúng không? Đúng rồi. Giúp cho anh bảo quản nó rút nước. Và cá này nó sẽ không bao giờ đúng, hư. Không bao giờ hư, 3-4 tháng không bao giờ hư. Tươi bình thường. Đó là đúng không? Để lớp rồi. Bỏ trong ngăn mát. Bỏ vô. Ừ. Là để cả mấy tháng trời vẫn vô tư đúng không? Đúng rồi, không sao hết á. Đù. Vậy là nó sẽ tự mình nó không có mặn đúng không? Tuyệt đối không mặn đúng không? Không mặn tại vì nãy anh đã phơi khô rồi, muối có thấm vô đâu mà mặn. Với lại anh để trong ngăn mát nó giúp cho anh sấy khô, ngăn mát nó giúp sấy khô. Vậy đó mà nha. Ok, vậy thôi. Tại mọi người nhớ đăng ký bật chuông nha.